Chào mừng các bạn quay lại với lại sân Bầu Cát Ba để xem một trận đấu cầu lông kinh điển giữa hai đội. Bên kia xa camera mà áo đen đứng sau là Cường Nhỏ, áo vàng đang quýnh là Kim Anh, còn áo vàng mà có xanh giống như Brazil là Kỳ Quanh, mới vừa rồi quýnh hỏng trái cầu đó. Còn bên này giới thiệu nhanh, phía đằng sau áo xanh biển là Trung Lưới, trước ông già là Hoàng Diệt, áo đỏ nữ là Minh Ngọc. Hoàng Diệt vừa rồi đã quýnh hỏng một quả cầu vô cùng đáng tiếc luôn, thì quanh giao cầu Hoàng Diệt làm gì, hay quá Trung, hay quá Trung, hay quá. Pha cầu này phải nói là một sự phối hợp tuyệt vời giữa Hoàng Việt và Trung Lưới đã đem về điểm số cho đội bên này 2-1. Quýnh qua kìa, hay quá Cường ơi. Ui Kỳ Quanh vừa rồi rất là song sáo, đẩy qua cầu vào lưới rồi. Quýnh Ngọc Trung, hay quá, bỏ hay quá rồi. Cường Nhỏ đã khai thác tốt. 2-3 Kim Anh giao cầu, Diệt, đừng có lui, cái này có thằng Trung lo được rồi, đừng lui, hay quá. Kỳ Quanh vừa rồi đã rất là bén trong cái pha vừa rồi. Ngọc luôn, hay quá. 4-3 anh Diệt giao cầu, Kỳ Quanh, đúng, đập, là một quả đập vô cùng thần sầu. Kỳ Quanh giao cầu, đẹp rồi, đúng, dứt luôn, ngoài, 5-4 Minh Ngọc giao cầu, Kim Anh đỡ, đúng rồi, cứ hỏi, trời ơi, sao vậy? Sao là bên này là không có được ăn ý à, 5-5 tốt cầu. Nhà cái lúc 12 giờ tối nay thì nhà cái đưa ra kèo là đội của bên kia Cường Nhỏ, Kim Anh với lại Kỳ Quanh là nhánh hơn, đặt 8 ăn 10. Còn đội bên này Trung Lưới với lại Hoàng Việt với lại Minh Ngọc thì đặt 10 ăn, đặt 8 ăn 10. Còn đặt bên bên này đã đặt 2 ăn 10 nghĩa là trên lệch rất cao. Mặc dù bây giờ tỷ số nó đang là rất là gọi là cân bằng, tuy nhiên là nếu mà có kinh nghiệm ngoài trời thì là biết là cái đội của Trung Lưới Hoàng Việt với lại Minh Ngọc này là thuận gió, còn cái đội của Cường Nhỏ Kim Anh với lại Kỳ Quanh ngược gió. Mà ở ngoài trời thì ngược gió hay gì vậy? Ngược gió thì nó khó cỡ nào, nếu mà ai đó từng chơi ngoài trời thì nó khó cỡ nào sẽ hiểu được. Bên đội của Cường Nhỏ đã kiếm được một số điểm làm vốn rất lớn. Trung, hay quá Trung, hay quá, thằng sầu quá, hay luôn. Cuối cùng Việt đã làm hỏng pha cầu này rồi. Bây giờ Kiều Quanh giao cầu, anh Việt xử lý luôn, kinh nghiệm đâu Trung. Trời ơi, Cường vừa rồi đã ăn một pha cầu rất hay, mà ở trong sân rất tiếc là những kết quả đó là chỉ có cái gì Long Thủ Hà gì đó là mới cứu được thôi, nhưng mà Long Thủ Hà hình như là đang ở ngoài. Tôi xin giới thiệu tôi bình luận viên kim trọng tài ở đây, ngoài 8-0 tỷ số, vì tới bây giờ thì vẫn là so kè rất là quyết liệt. 80 Minh Ngọc giao cầu, đội của Cường Nhỏ yêu cầu là đổi cầu, mặc dù đội của Cường Nhỏ bên này là đã chuyển qua phía là thuận gió rồi, còn đội của Trung Lưới với lại Việt với lại Minh Ngọc là đang là bị ngược gió, ngược gió rất khó. Cường Nhỏ nè, thấy không, đứng chỉ, thấy không các bạn, thấy không, Cường Nhỏ chỉ cần đứng giữa sân thôi, tại vì bên kia quýnh hết sức chỉ có mới có nửa sân thôi, đó là lý do mà thuận lợi, nghĩa là giống như sân nó chỉ còn nhỏ lại còn có một nửa thôi đó.
trường nhỏ đứng đó quên thoải mái. Còn đội bên kia mặc dù đứng tới cuối sân luôn nhưng mà vẫn không có trị nổi những cái quả cầu người ta chỉ dùng là trung bình đó, thấy không? Vừa rồi là cái pha vừa rồi đó là nó chứng minh đó là anh trung lưới này là ảnh đã là dùng hết tay hết chân anh luôn rồi, anh như một con thằng làng nhưng mà cũng không ăn thua đó. Đây đó đó, thấy cường nhỏ chưa? Chỉ cần cường nhỏ đang chỉ cần phất một cái là bên kia đỡ không nổi, còn bên kia hả bò như thằng làng nhưng mà cũng không làm ăn gì được luôn. Rồi Minh Ngọc đó, nên nè, nó đập nữa nè, đó nó đập nữa nè, đâu hay quá con trời. Và trước thì thấy còn được nhưng mà hả tới cái pha dễ rồi thì lại là không được, à cho nên nó bởi rồi. Bởi vậy người ta mới nói là con người là không có hoàn hảo là vậy đó. Đó nhìn thấy là nếu mà từ đầu tới cuối mà thắng luôn thì ngon biết mấy, là gọi là hoàn hảo, nhưng mà nó đâu có được vậy đâu. Cuộc sống nó không hoàn hảo nhưng mà đều á ngoài luôn rồi. Thôi bên này thì có rất là nhiều khán giả đến sân, mặc dù các bạn nhìn qua camera không có thấy nhưng mà nó sau lưng tôi, họ ở sau lưng tôi đó, sau lưng tôi cho nên là ngoài camera, nhưng mà hôm nay có rất là nhiều khán giả trong cái dòng con mắt của camera thì không thấy được. Các bạn có thể nghe được tiếng cổ vũ của họ mỗi khi cầu trong ngoài rồi đó ha. Khi các bạn xem thì nhớ comment hay là chia sẻ nha các bạn. Comment thì không nhất thiết là phải khen, ví dụ như là ở đây thì chỉ cần thiệt tình thôi, ví dụ như là nói là anh nấu xanh quýnh quá dở, anh nấu đen thì đánh thua con nít, hay là chị áo đỏ vậy mà con bài đặt đi đánh cầu lông, thì mình cứ comment như vậy vẫn là thành thật, ok không sao hết, đọc như vậy vẫn vui. Vô hay quá, Kiều Quanh sao bây giờ quýnh hai vậy, hay quá trời, lại thắng nữa rồi. Hết chưa, hết chưa, hết chưa, bao nhiêu rồi? 19-11 đang nghiêng về đội bên này các bạn. Quýnh Minh Ngọc vừa rồi hay quá, không thể nào chịu nổi, anh Trung vừa rồi đấy định dùng tay chụp cầu luôn, nhìn vô cùng chán nản. Đội của anh Trung này rất là xa suốt từ tỷ số cho tới hay luôn cho tới tinh thần. Đây tốt cầu, vẫn là kéo dài sự sống cho đội bên kia thôi, kéo dài thời gian một chút thôi. Vấn đề của đội này là đội cường nhỏ thắng là vấn đề thời gian. Quên đi nữa đi. Wow, trận đấu kết thúc, đội cường nhỏ Kim Anh Kiều Anh đã chiến thắng, chúc mừng. Cảm ơn các bạn nha, bye bye.